Một con đường ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang bị cơ quan chức năng phong tỏa để thực hiện các bước điều tra, khử trùng do liên quan đến một trường hợp nghi nhiễm COVID. COVID-19. Tối 30 tháng 7, lãnh đạo phòng y tế quận Thủ Đức xác nhận đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng quận, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa đường số 10, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh để điều tra dịch tễ do liên quan đến một bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 cư ngụ tại đây. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại đường số 10, Hiệp Bình Chánh rất đông lực lượng chức năng bao gồm công an, dân quân tự vệ, nhân viên y tế phong tỏa tuyến đường trên do có ca nghi nhiễm COVID-19. Người dân không được ra vào khu vực trên. Các nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quận Thủ Đức túc trực phía bên ngoài. Hơn 20 giờ, lực lượng y tế đang phun khử khuẩn tuyến đường phong tỏa trên. Theo lãnh đạo phòng y tế quận Thủ Đức, trường hợp nghi nhiễm này từng có thời gian điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó tự bắt xe về điều trị tại khoa nội thần kinh của một bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 7. Từ 23 tháng 7, người này đi xe Grab về nhà trên đường số 10 tự cách ly. Tối 29 tháng 7, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của quận để cách ly. Thì cơ quan chức năng đang chờ kết quả cuối cùng từ viện Pasteur của Bộ Y tế.